Hai điều phận làm con phải nhớ nếu muốn cuộc đời thịnh vượng, phú quý. Công cha nghĩa mẹ được người xưa ví như nước trong nguồn và núi Thái Sơn, rộng mênh mông và cao vời vợi. Không ai phủ nhận tình thương cha mẹ đối với con cái, đó là một tình thương không giới hạn, con dù lớn vẫn là con của cha mẹ. Đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con, hiếu với cha mẹ là bổn phận của người con. Lòng hiếu thảo không những mang đến hạnh phúc cho cha mẹ mà còn khiến bản thân được nâng cao, được mọi người kính trọng. Với cha mẹ, không gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy con được trưởng thành, ngoan hiền và được mọi người yêu quý. Vì thế, việc đầu tiên để trả ơn cho cha mẹ là phải luôn hiếu kính, phải sống thật tốt, học hành giỏi, làm việc tốt và ổn định cuộc sống. Đó là quà tặng tinh thần mà chúng ta cần mang đến cho cha mẹ. Khi chúng ta thành công và hạnh phúc, cha mẹ rất vui mừng và tự hào với mọi người xung quanh. Và ngược lại, sự ngỗ ngược, chơi bời lêu lỏng khiến cha mẹ lo lắng, phiền não. Dưới đây là hai điều tưởng dễ mà khó, nhất định phải nhớ nếu muốn làm tròn chữ hiếu. Anh em hòa thuận, con cái là của cải quý giá nhất của cha mẹ. Con nào cũng là bố mẹ dứt ruột sinh ra. Bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn anh em trong nhà vui vẻ, đầm ấm, xây dựng không khí tình thân. Chỉ cần người nhà đối với nhau thân tình, thuận hòa, bên nhau khi vui khi buồn, chia sẻ khó khăn, tương trợ hoạn nạn là cha mẹ đã cảm thấy yên lòng, tu dưỡng bản thân, không cần đâu xa xôi, mang cơm ngon, quần áo đẹp tới cho cha mẹ, muốn tích nghiệp lành, muốn cầu chữ hiếu thì tu thân dưỡng tâm, trưởng thành và khỏe mạnh. Vì con cái là tài sản vô giá của cha mẹ, nên chỉ cần con cái bình an, hạnh phúc, tốt đẹp là đã đền đáp công ơn sinh dưỡng. Phật dạy rằng, không để cha mẹ phiền lòng là đạo hiếu, để cha mẹ lo buồn là bất hiếu. Viên mãn nhất đời cha mẹ chính là sự thành công của con cái. Đức hạnh tốt, phẩm chất cao đẹp, thành người thiện lương, chỉ cần ba điều đó thôi là đủ. Vì vậy để tăng cường thêm các khí, chiêu tài chiêu quý nhân, các bạn có thể kết hợp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân luôn đem theo bên mình để đem lại may mắn. Vòng tam hợp gỗ tử đàn được chế tác từ gỗ tử đàn kết hợp với ba linh vật tam hợp địa chi được khắc trên đá mã não đỏ bằng mực vàng thần tài. Các nguyên liệu kết thành vòng tay gỗ tử đàn tam hợp đều là những bảo vật quý trong nhân gian, trong đạo Phật, cũng như trong phong thủy, trong đó. Bộ ba linh vật tam hợp tỵ dậu sửu, thân tý thìn, hợi mão mùi, dần ngọ tuất được khắc bằng mực vàng thần tài trên đá mã não đỏ giúp tăng cường khí, năng lượng, hộ thân, đem lại may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc, phú quý cho gia chủ. Theo phong thủy, đá mã não chính là biểu tượng của sức khỏe, mang lại sự sung túc và trường thọ, với ý nghĩa là loại đá hộ mệnh. Mang theo đá mã não bên mình như mang một lá bùa may mắn và hạnh phúc cho con người. Gỗ tử đàn, gỗ tử đàn Ấn Độ là một trong những loại gỗ quý nhất thế giới. Gỗ tử đàn được mệnh danh là vương một trong các loại gỗ, vua của các loài gỗ bởi chúng sinh trưởng chậm, vài trăm năm mới trưởng thành và hưởng tinh hoa trời đất khiến cho loài gỗ này càng trở nên quý hiếm hơn. Thường được sử dụng để chế tác tượng Phật, các pháp khí sử dụng để trừ tà, hóa sát. Đây là vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0911998682, 0986707892, hoặc để lại họ tên, địa chỉ, năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.